Chú chào con nha Vi. Dạ, con chào chú. À, không biết là quay trở lại cái hoàn cảnh của con với lại ba với lại nội. Dạ. Thì không biết tình hình cái sức khỏe sao rồi? Dạ, nội con với ba con đều khỏe. Dạ hả? Dạ. Rồi con? Con cũng khỏe. Con cũng khỏe hả? À, hôm nay thì chú đến đây nè. Thay mặt cho cô chú hỏi thăm sức khỏe của con, của ba con với lại nội là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là có một cô ở Mỹ muốn hỗ trợ cho con đi học đến hết lớp 12, có thể là cho con đi học đến đại học luôn. Thì không biết là con có thể sắp xếp được cái chuyện của nhà để đi học hay không. Còn về kinh phí á thì cô sẽ lo hết luôn. Thì con sẽ suy nghĩ như thế nào? Con sẽ chịu để con hỏi lại gia đình con coi có ai sắp xếp được không. Ừ. Con đi học thì ai sẽ chăm ba với lại nội? Con cũng chưa biết, nên nếu mà cô Út có sắp xếp gia đình được thì cô Út xuống nuôi mà là cô ba. Ừ. Hiện bây giờ là con vẫn muốn được đi học đúng không? Dạ. Muốn được đi học. Mà không có ai để nuôi hả? Dạ. Chú nghe nói là hàng xóm làm nói là con mỗi ngày là đút ăn cho nội với lại cho ba hả? Là như thế nào con kể hả? Cái dạ. Sinh hoạt gia đình của con thì sáng là con cho nội vệ sinh trước. Rồi sau đó mẹ mới ăn sáng thêm. À, sáng cho nội vệ sinh trước hả? Dạ, rồi xong mới tới ba ăn. À. Rồi hôm nay em của con đi đâu rồi? Nó mới về nó bẩn. À. Sáng con mới chạy đi chợ hả? Cô ba Út mua đem xuống. Chú nghe nói là mỗi đêm là tối là mặc dù là khuya á, ba cô con là cự quậy là kêu con là con luôn thức dậy hả Vi? Dạ. Ba thường kêu bữa khuya là lý do là vì sao? Như là uống nước hay là đói bụng gì á. À là con thức dậy hết hả? Dạ, hoặc là tả tràn ra để điện dưỡng xuống thai á. Ờ. Cha con là tả tràn ra là sao? Là kiểu như là ổng đi tiểu là ổng không biết, thì là tao tràn ra ngoài ổng mới biết. Mới kêu thai. À. Bây giờ là ba coi như là mọi sự việc đều nhờ con hết. Dạ. Vậy thì cái việc sắp xếp đó đi con đi học thì sao? Con cũng chưa biết nữa. Không biết là năm vừa rồi á thì năm lớp 8 á thì con học được loại gì? Con năm lớp 7 đó. Thì con còn học đến lớp 7 con nghỉ ngang. Ừ. Là con được loại gì? Con được loại khác. Loại khác. Ăn uống của ba thì sao Vi? Là con do con làm. Ừ. Con nấu ăn đồ được luôn hả? Dạ được. À. Rồi cô gì gì có hỗ trợ tiền để nuôi nội với ba không? Cũng có. Ừ. Là hôm trước là chú nghe nói là cô hay gì mỗi tháng là hỗ trợ là 1-2 triệu là sao? Là kiểu như là không có tiền mua thuốc hay là tại vì lúc đó là chưa có nằm ở bệnh viện Hữu Nghị, là tiền thuốc của bà nội lên tới 1 triệu mấy rồi. Ừ. Xuống dưới y học mới cho lợi cái to khác là có mấy trăm nghìn à. Ừ. Là ai cô hay gì lo hả? Dạ. Còn tiền của ba? Tiền của ba là cũng do cô với mấy dì lo luôn. Cô với mấy dì lo luôn? Dạ. À, cô mấy dì là mua tả nào cho ba hay sao? Dạ, mua tả với mua thuốc ông uống hàng ngày. Ừ. Rồi gạo thóc ở nhà mình thì sao? Gạo thóc là do từ trước tới giờ là nhà nước cho không? Nhà nước cho nhà con hết. Dạ. Hả? Dạ. À, mỗi ngày mà ăn uống thì gia đình mình chi tiêu hết bao nhiêu? Cũng tùy theo bữa nữa. Nếu mà có bữa thì 100 nghìn, có bữa thì 150. À. Là con nấu ăn buổi sáng rồi buổi chiều ăn luôn hay sao? Dạ, buổi sáng buổi chiều ăn luôn. Ừ. Mọi việc là cơm rồi con nấu hết luôn. Dạ. Còn ngày hôm nay con có nấu đồ ăn cho ba với bà nội chưa? Dượng Nằm con nấu. Nào hôm nay Dượng Nằm nấu hả? Dạ. Nếu mà Vi bây giờ đi học lại thì cũng khó ha, tại vì bây giờ có mình Vi chăm sóc mà. Dạ. Em trai của con có cho tiếp lau mình cho ba được không? Bây giờ như thế này, có một cô ở Mỹ hỗ trợ như vậy đó, thì con suy nghĩ như thế nào? Để con hỏi là mấy cô có ai sắp xếp công việc được không? Ừ. Có cô ở bên đó kìa, chắc có lẽ là nhờ cô qua đây đi ha. Dạ. Út. Cô Út là gần nhà bên đây hả?
gỗ ở ngoài đường mới hết. Ở ngoài đường mới. Nên đó vô đi cô. Bây giờ là chị, bây giờ là có một cái chị ở Mỹ á, tính dự định là hỗ trợ cho bé Vi đi học, tiền ăn tiền uống cho bé Vi luôn. Thì không biết là gia đình mình có thể tạo điều kiện cho bé đi học được hay không. Thì không biết là về việc sắp xếp cho việc và nuôi bà nội với lại ba thì như thế nào. Thì đó để tính lại cũng chưa biết nữa, tại vì thằng em có con nhỏ á. À, chị có con nhỏ hả? Con nhỏ. Thời gian nó rảnh cái xuống được, con không có được. Dạ. Người cô thứ mấy là ở cặp bên đây vậy? Cô ba. Cô ba. Cô ba cũng bệnh này bên kia hoài, không có ấy được. Cả. Mình chỉ đi học đến trường cho bé Vi đi vài tiếng thôi mà. Một buổi. Con chỉ có 4 tiếng buổi sáng thôi. Có cái cô nào gần mà sợ là không ai nấu cơm đúng không? Dạ, tại vì em con nhỏ rồi chạy lên đi xuống này kia thì ấy nó không phải nữa, bất tiện. Dạ. Nhưng mà mình nói vậy thì để em sắp xếp coi trong việc nhà coi có gì tính sao. Nhưng mà bản thân của Vi là thích học đi học lại hay không? Dạ thích. Thích hả? Ham lắm, đó mình dẫn học nó khóc. Lúc mà khi đó nhà về nuôi nổi nó khóc mấy ngày luôn. Không mấy ngày luôn hả Vi? Sao nhắc đến chuyện đi học lại khóc nữa rồi? Đang học ở trường á, đang học ở trường mình luôn, gọi cho trường luôn rồi cái cho hay nó nội bệnh cái đầu nó, cái trường kêu nó về cái nó khóc, khóc không chịu đi học. Là sao chị? Cái đang ngồi trong trường học trên lớp trên trường học á, rồi cái nội nó bệnh bất ngờ cái chở bệnh nội đi bệnh viện, mai nó theo nuôi nội nó, cái đang lên trường kêu nó về. Kêu về đặng đi để nuôi hả? Dạ, theo xe nuôi nội nó rồi nó khóc, nó rời đi học, rồi nó theo nuôi nội đỡ đi rồi nó hết bệnh đi học lại. Tại sao cô gì cũng em thắc mắc nha, tại sao cô gì cũng nhiều có chú nữa? Thì tại sao mình không chia bớt cái gánh nặng cho bé Vi ta? Mỗi người cũng có hoàn cảnh đi làm xa cho đâu có ai để gần đây đâu. Mỗi người cũng có cô ba gì đó, sao nội không ở với cô ba gì đó, đừng cho bé Vi nó có điều kiện hơn. Cô ba cũng khổ đi mà mướn mỗi ngày, sáng đi mà mướn tới chiều mới giá, không có nhà. À. Dùng ba thì đi bán vé số. À. Bà chị thì đi mà mướn này kia đâu có ấy đâu. Còn sức khỏe của bà nội thì sao? Giờ lúc về lúc khác, lúc khỏe, lúc yếu. Đi tỉ tỉ, biết. Nhưng mà em là một người ngoài thì mọi người sẽ xem video clip này, mọi người sẽ nói là tại sao có cô chú mà cô chú không rước bà nội về nuôi phụ, tại bé Vi là đã nuôi ba rồi thì tại sao nuôi thêm nội nữa, nhỏ tuổi vậy thì sao chịu nổi. Tại một phần bà nội cũng chịu ở với bé Vi, ở dài nội không chịu chứ, tại vì mình vậy nuôi mình Vi theo chịu không nuôi thôi, còn ai nuôi nuôi mình không chịu chứ. Là sao Vi? Còn con cũng biết ai nuôi, nội cũng không chịu, nội cũng đều đuổi vậy. Gần nội cũng là không cho. Nội thương con nhất luôn hả? À, tối nội thường có lần kêu con chăm sóc không? Cũng lặng thì mớ đồ bệnh cũng có mà về không? Ừ. Vì sao khi nhắc đến cái việc mà gia cảnh của con lại khóc? Tại vì con thấy gia đình con khác với bạn khác. Ừ. Mỗi người thì mỗi cảnh khác nhau, thì con thấy khác là nó khác như thế nào? Nói đi. Khổ hơn mấy bạn. Ừ. Khổ hơn mấy bạn rồi sao nữa? Trong khi mấy bạn được sắp xếp đến trường thì con phải ở nhà lo gia đình. À. Cô, cái cô ở Mỹ nói như thế này nè. Cô rất là thích hỗ trợ và muốn hỗ trợ những bạn đi học mà có hiếu học. Và cô đó sẽ hỗ trợ cho con có thể là đi học đến hết đại học luôn. Thì không biết được rằng con lo rằng con có cái tuổi của con là cái tuổi đang cái tuổi người ta gọi là cái tuổi mà nó đang giai đoạn dậy thì á, nó có nhiều cái gọi là ham chơi á, thì con có như vậy không? Không hả? Dạ. Nếu như mà được đi học thì sau này ước mơ con sẽ làm gì? Con cũng chưa nghĩ đến. Nhưng mà vì sao con lại thích đi học? Tại vì con thấy học mình có thể biết chữ. Ừ. Nếu mà do làm thì mình có thể dễ làm hơn. Ừ. Em không biết là anh Tài trong nhà này là Út hay sao dạ. Chị? Nhưng mà sao lúc trước ảnh ra riêng phía sau? Trước cô bà chị ở đây nè, ảnh ra riêng sao? Ngoài Vi là cháu lớn còn ai cháu lớn hơn nữa không? Có hai đứa cháu lớn mà có gia đình nó đi làm xa hết trơn. Nếu như ai hỗ không ai hỗ trợ, có nghĩa là không hỗ trợ con đi học, hỗ trợ con đi học nghề con chịu không? Con cũng chịu nữa.
Vậy là bà nội là chỉ chịu ở với lại Vi thôi, không chịu ở với ai hết. Thì ở với Vi, Vi chăm sóc, còn tiền bạc thì mấy cô mấy dì lo. Thì mỗi, không biết là mỗi tháng là bao nhiêu chị, mấy anh em là phụ tiền cho bà nội là bao nhiêu ha chị ha? Nói chung là ai cũng khổ cho giờ, như ai có như bao nhiêu người có 200, 300 vậy đó, có nhiều gửi cho nhiều ăn hàng ngày vậy. À, rồi bếp Vi đâu? Dạ. Ai cũng có gia đình riêng thư, dạ, không có lo. Mình đảm hết trơn. À. Như loại bệnh đi kia bất ngờ thì Hùng cho mượn 200, 300 vậy đó, cho lâm lớp cho. À. Chứ được rồi, bệnh có mấy người xung quanh ta cũng hỗ trợ cho mượn 200, 300 người dòng sớm nè. À, xin tiền ở sớm hả? Lâm lớp là cho. Trước đây anh Tài anh làm cái việc gì ta? Thì đi làm mướn này kia, ai mướn gì làm đó vậy đó, giác mướn, gạo gì. Dạ. À. Ngoài việc con chăm sóc cho ba những cái lúc ăn rồi những lúc lâu mình trong cái khoảng thời gian tối một ngày là ba có con mắt ở gần ba suốt không Vi? Có, ba thường kiểu uống nước hay là có thì ăn thêm nữa. Rồi ví dụ con có để cái bình nước gần ba, ba tự uống được không? Không, tại tay tay ông uống cả không được, ông kèm gớt đỏ rồi. Nhìn bể mấy mắt ở nhà suốt ha. Nói là Tường Vi suốt ngày kề cận với bà. Nói với nội chút lịch sự này. Vậy là đâu có đi đâu được. Muốn mua đi đâu là phải nhờ điện cho em đi mua giùm như kia vậy đó. Để không có con. À, thấy con tự thấy hoàn cảnh con khổ quá nên là nữ là con khóc hả? Đêm khi nó ngủ không được, sáng đêm chút nội kêu ba kêu, nội kêu ba kêu. Có khi nào con ngủ không được, con bực không Vi? Sao vậy? Thì nuôi mình ở với mình vậy con cũng đâu có ngủ đâu. Là sao, kể lại cái quá trình lúc nuôi nội giùm cho thì ở này. Với bệnh viện nó ồn lắm, như thôi mua thuốc còn ngủ đâu được. Ừ. Với lại với bệnh viện là chút mình ở kêu bài nè. Ừ. Rồi con có khi nào con bực quá không? Rồi sao vậy? Tại vì bực cũng đâu có ai nuôi bả đâu. Ở miền Tây thì cái từ bả với ổng nhiều hơn là cái từ ba với mẹ. Nhỏ xíu tuổi, lúc bà nội bệnh là ba con bao nhiêu tuổi? Lúc con cũng đâu có 12 hay 13 vậy. Vậy hả? Dạ. Là đi nuôi nội suốt rồi. Dạ. Ba thì mới có 40 mấy tuổi là đã bị bệnh rồi. Chắc có lẽ Huy còn nhỏ nhưng mà cũng khéo á, biết săn sóc á. Thì sáng nay con có nấu cơm chưa? Con nấu rồi mà đồ ăn thì năm nãy vô con kêu ăn mình giùm á. Ừ, sáng nay là ăn cơm gì? Ba mẹ, ba với bà nội ăn cơm gì? Canh chua. Canh chua, là con đút cho ba luôn hả? Dạ. Ồ, con tự con đút cho ba rồi bà nội? Bà nội thì con đút người trước rồi nó người kia sao? Ô trời ơi. Lúc ba con ăn là vẫn nằm như thế đó hả? Dạ. Bây giờ là đến giờ cơm của ba chưa Vi? Chưa, ba ăn dễ lắm, 11 giờ mấy ba mới ăn. 11 giờ mấy ba mới ăn? Bấy cơm cho ba đâu, con bấy cơm cho ba thử cho chú xem một ngày của con thứ như thế nào. Để cho về dì bới đi, con ngồi ở đây con nói chuyện đi Vi. Anh Tài nghe bé Vi khóc thì anh Tài cũng khóc theo. Con có lo rằng nếu như mà con muốn học để đổi đời hay là học một cái ngành gì đổi đời á, thì bà nội với ba ai sẽ là người chăm con? Ai sẽ là người chăm? Nếu mà không bệnh thì này sẽ chăm con đi hả? Nhưng mà giờ nó bệnh rồi. Bế tắc rồi. Bây giờ chỉ có việc đi học thôi. Có khi nào ở trong nhà mình là không còn một đồng dính túi không Vi? Ừ, mấy gì cũng cho ha. Hết thì gì cho. Cái gánh nặng, mà Vi phải làm hiện tại bây giờ đó là săn sóc thôi, còn tiền bạc thì có mấy gì là tiền bạc thì mấy gì là cũng là người một vài trăm vậy thôi chứ đâu có tiền nhiều, tại vì nghe nói là cũng mấy gì cũng khổ hả? Dạ. Ừ. Ở gần thì mấy gì mấy cô là còn được bao nhiêu người ở gần ba với bà nội? Có được có ba hay bốn người. Ừ. Mà ai cũng đi làm hết. Yeah. Ở nhà mẹ con có coi được clip của con không? Con không biết nữa, con không mấy bà gọi. Ừ. Gần đây nhất mẹ con có gọi lúc ba con phát bệnh thì mới có về, mà giờ ba không có gọi nữa.
Đút cơm cho ba ăn hả? Đây là cái công việc hàng ngày của Vi á. Anh đang nằm nóng. Canh chua cá lóc hả Vi? Canh chua cá hú hay cái gì nữa. Ba con sáng ngủ. Có bao giờ tự mình đút cơm cho ba rồi tự mình khóc không Vi? Có nghĩa là mình thấy cái bản thân của mình cảm thấy nó tủi á. Dạ không. Ô, cũng mạnh mẽ dữ ha. Nhưng mà mỗi khi nhắc đến việc đi học hay là việc gì là con đều khóc hết à. Dạ. Con chỉ sợ là mình không được đi học giống như các bạn đúng không? Dạ. Thì chỉ có con chữ là mới thay đổi cái cuộc sống của mình thôi. Nhắc tới đi học là khóc suốt vậy á. Rồi ba với bà nội vậy thì có sữa hay là gì uống để mà hàng ngày không Vi? Cũng ba có phê cũng có uống nhưng mà sát hết cũng chưa có đi mua. Cái buổi ăn bình thường của ba con là đầy tô đó hả? Không, nửa tô với ít hơn. Ăn xong là con sẽ rửa chén hết rồi luôn. Đút cho bà nội, ba xong là tới bà nội. Dạ. Bà nội thì dùng cơm nhiều không? Có ít hơn ba, bà ăn có ba muỗng mà nghỉ. Ôi trời, sao mà nhỏ tuổi mà đã giỏi cái việc nhà dữ vậy? Sao Vi con không chỉ em á, em con á có thể đút ba được mà em cũng 8 tuổi rồi đúng không? Dạ, mẹ nó kiểu như nó không chịu, sai là dạy thì nó làm chứ cái này nó không chịu làm. Con gái mà đảm đang còn trai còn nhỏ nó lăng tăng lắm. Con có bao giờ nghĩ là gánh nặng của trên vai con càng ngày nó sẽ càng nặng không Vi? Cũng không có nghĩ tới. Con có không nghĩ tới hả? Ôi trời ơi, ba nhả xương ra. Không phải là đây là một cái việc mà để như thế nào, nhưng mà đây là một trong những cái cảnh mà hàng ngày Vi làm cho để nuôi ba với bà nội của mình. Hết luôn rồi. Là Vi chỉ lau mình nè, đút cơm nè. Và được con mình đút cơm như thế. Hiện tại bây giờ đó anh Tài thì anh thấy là thấy thương con mình, thấy ăn ngon không? Anh nói gì? Thì con mình nó lành một chỗ làm không được. Con của mình nấu mà ăn giống gì cũng rất ngon nha. Chứ có ai đâu nấu. Mình có thấy thương con mình có thể cố gắng tự lực lên để mình múc mình ăn không? Có chứ. Khóc kìa. Cái tay anh chắc cầm muỗng không được ha. Cầm muỗng không được. Có đứa con có hiếu vậy là mừng lắm rồi. Nhưng mà càng con mình càng có hiếu thì mình lại càng thấy tội nghiệp đứa con gái của mình. Khi tuổi người ta đến tuổi đi học, đến tuổi để mà có tuổi này là cái tuổi mà ba mẹ phải lo cho con đi học nè. Mà bây giờ một mình một tay là phải nuôi cho bà nội rồi nuôi ba nữa. Ba khóc không đi? Bây giờ là có một cô ở Mỹ muốn hỗ trợ cho con đi học, thì ở nhà coi trao đổi lại như thế nào ha, để cho con có một cái tia hy vọng trong thời gian sắp tới.
thầy sắp xếp được cái công việc nhà để mà đi học hay không. Bây giờ chú thì đến đây thì cũng để dự định nhà mình coi như thế nào. Dạ. Thì con trước tiên là bản thân của con phải tự phấn đấu. Con thật lòng là muốn đi học đúng không? Dạ. Muốn đi học. Nhưng mà cái gánh nặng ở đằng sau là có ba với bà nội là không có ai lo. Dạ. Nên là nữ là một hai ngày nữa thì chú sẽ quay trở lại và cho chú kết nối với lại cô giáo của con. Dạ. Để cô có thể hỏi thăm ý kiến của cô giáo của con có thể đi học được hay không. Dạ. Ha. Thì sẽ hỗ trợ cho con lâu dài về cái khoản đó. Còn cái việc mà nuôi ba với bà nội á thì ở nhà thì các cô chú sẽ hỗ trợ nuôi ba với bà nội về mặt kinh phí. Cô đó chỉ hỗ trợ cho con về việc đi học thôi. Rồi kinh phí con đi học, ăn uống hay phương tiện con đi đến trường á. Thì con nghĩ như thế nào? Để con hỏi là mấy cô con ai sắp xếp được không? Ừ. Để cho con đi học lại. Ừ. Đi học lại là nhập học lớp mấy? Lớp 7. Ủa sao kỳ rồi là con nó học gần hết lớp 9 ta? Đâu có đâu, mới lớp 7 mà. À lớp 7 hả? Tới kỳ 2 cái loại con bệnh loại cái con phải nghỉ. À là con học hết lớp 7 chưa? Chưa, con mới hết tới học kỳ 2 à. À con mới tới học kỳ 2. Mới khi cái giữa kỳ 2 là khi cuối kỳ cái loại con bệnh loại con phải nghỉ. Ừ. Ngày hôm nay á, trước tiên ngày hôm nay thì chú đến đây thay mặt cho một cô giấu tên. Dạ. Ở Đài Loan gửi cho con 2 triệu đồng ha. Dạ. Để con có thể hỗ trợ cho anh nuôi bà nội với lại nuôi ba. Con đếm lại chưa? Ừ. Đây là cô dấu tên ở Đài Loan. Thì con nói lời cảm ơn với lại cô dấu tên ở Đài Loan cũng như là một cô ở Mỹ đó. Thì con có lời nhắn nhủ gì đó thì con nói. Con cảm ơn hai cô đã tiếp xúc cùng với gia đình con. Ừ. Và cho con đi học lại. Ừ. Con có lời hứa nào với cô ở Mỹ không? Cô Tiên Trần ở Mỹ. Con sẽ ghét, nếu mà con phải đi học được, con sẽ ghét học giỏi. Ừ. Con sẽ ghét học giỏi. Ừ. Con sẽ hứa là con sẽ học hết lớp đại học và con sẽ học giỏi đúng không? Dạ. Con có biết hàng ngày cái chi phí học tập của mình là bao nhiêu tiền ở trên trường không? Con cũng không biết. Nếu mà do là phải đóng tiền trường với lại tiền lặt nhặt ở trên trường thôi. Ừ. Mỗi lần là nói việc đi học là khóc à. Thôi thì hôm nay đó, trước mắt là hôm nay cô chú đến đây để thay mặt cho một cô dấu tên ở Đài Loan gửi cho gia đình con gửi cho con 2 triệu để việc mua sữa nè, mua ấy gì cho bà nội với lại cho ba. Rồi thay mặt cho cô Tiên Trần ở Mỹ á thì sẽ thông báo cho con một cái tin như vậy. Và chú sẽ mong rằng là sớm gia đình con sẽ có một cái quyết định sớm nhất để có thể cho kịp cho con đi đến trường nếu như mà con có chấp nhận đi học ha. Và bây giờ chắc chú sẽ xin số điện thoại của cô để mà có nói với cô của con ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Đài Loan đã hỗ trợ cho gia đình của bé Vi. Chân thành cảm ơn chị Tiên ở Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình của con.